Ngồi bán như này thích thật. Hay mình bỏ quay phim để đi chiến đấu luôn ta. Bán mũi nè cưng. Mổ xẻ thích thật. Em sai rồi, em hứa là em sẽ chỉ chăm quay phim thôi, em không đi đánh nhau nữa đâu. Mày nằm đó làm nhảm cái đéo gì vậy? Kéo tôi dậy với anh bạn. Trả bù sau với bà U Mân. Ông này hướng nội 1 tỷ% mẹ luôn. Mấy anh em ở lại vui vẻ nhé, tôi đi trước đây. Không đi đâu hết. Chơi với tao đi đã. Đứa nào bán vậy? Mày ở đâu? Ra mặt đi. Không thể nào, đó là tia sét xanh mà. Ha ha, nhìn ông chả khác gì một con Shikibi đi to lất cả. Im mồm. Đùa tí gì căng. Tôi đéo thích đùa như thế. Thôi bỏ qua đi ông, thắng rồi mà. Ok ông. Mọi việc chưa kết thúc đâu, lũ khốn. Thế thì để tao xử mày nhé. Ở dưới mà ăn bom nè. Tao sẽ xả hết đống bom ở trên này xuống luôn. Sao có nhiều đứa ở đâu đang bay đến thế kia? Tới hủy diệt căn cứ bọn nó nào anh em. Đúng là so với họ, chính mình chỉ nên quay phim thôi.